Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2021. Mình tiếp tục học Abhidhamma online. Hôm nay thì mình tiếp tục học bài kệ số 6, số 7 của chương 3. Để xem màn hình. Hôm nay mình bắt đầu vào cái nốt số 20 ha. Giải thích về Avacchana, tức là trước đó đó là mình đã học có đó là cả cái tiến trình tâm này ha, cả cái phần sự đó đi qua, cả cái tiến trình giải thích Patisanti lần kia rồi. Nốt 19 xong rồi. Bây giờ mình đi qua là hôm nay mình học là nốt 20. Avacchana, opening or turning towards. When an object enters the Pavanga stream of consciousness, the thought moment that immediately follows is called Pavanga Chalana, Pavanga vibration. Subsequently, another thought moment arises and is called the Pavanga Upacheda, a resting Pavanga. Owing to the rapidity of the flow of Pavanga, an external object does not immediately give rise to a thought process. Ở đây mình có một số từ mới là từ vibration, là sự rung động. Subsequently, tràng từ có nghĩa là tức khắc kể đó. Và rapidity là sự máu lẹ. Danh từ của tính từ rapid. Rapid là nhanh. Rapidity là sự nhanh chóng, sự máu lẹ. Vibration thì là danh từ của động từ vibrate, là rung động. Vibration là sự rung động. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Vibration. Subsequently. Rapidity. Đây, mình vào, mình dịch mấy đoạn này. Avacchana, opening or turning towards. Cái từ Avacchana là một từ Pali đó, nó có nghĩa là opening là mở ra, hay là turning towards tức là hướng về, mở ra hoặc hướng về. When an object enters the Pavanga stream of consciousness, khi một đối tượng nó đi vào thì dòng tâm hữu phần, dòng tâm hồ kiếp ha. Pavanga stream of consciousness, thì mình có stream of consciousness là dòng tâm, hoặc là, và Pavanga là hồ kiếp, và như vậy nó đi vào cái dòng tâm hồ kiếp. Bởi vì khi mà không có một cái đối tượng nào đó thì cái tâm đó, nó hồ kiếp, nhưng mà nó cứ sinh diệt liên tục đó, cho nên nó vẫn có một cái dòng của nó. The thought moment that immediately follows is called Pavanga Chalana. Thì cái sát na tâm mà nó đi theo tức khắc kể ngay sau đó đó thì được gọi là Pavanga Chalana, hay còn gọi là hồ kiếp rung động. Trước đó đó tức là hồ kiếp ha. Hồ kiếp bình thường là tâm đó là tâm hồ kiếp thôi, thì khi mà có một cái đối tượng mà nó đi vào đó thì ngay sau đó cái sát na tiếp theo thì không gọi là hữu phân hồ kiếp bình thường mà gọi là hồ kiếp rung động. Pavanga Chalana, Chalana là rung động, vibration. Subsequently, another thought moment arises. Và tức khắc ngay sau đó luôn, thì một cái sát na tâm khác nó cũng khởi lên. And is called the Pavanga Upacheda, arresting Pavanga. Và cái sát na tâm đó đó thì được gọi là hồ kiếp dừng lại. Pavanga Upacheda, arresting là dừng lại. Hồ kiếp dừng lại, nó rung động xong rồi nó dừng lại.
Owing to the rapidity of the flow of Pavanga, do cái sự máu lẹ của cái dòng hồ kiếp, an external object does not immediately give rise to a thought process. Do sự máu lẹ của dòng hồ kiếp mà một cái đối tượng ở bên ngoài, một cái đối tượng ở bên ngoài đó là nó không có ngay lập tức sinh khởi, sinh lên. Give rise to là làm khởi sinh một cái tiến trình tâm. Như vậy đó là nó không có tâm, một cái tiến trình, một cái đối tượng khi mà nó khởi lên á thì nó không có làm sinh khởi tiến trình tâm ngay liền được, mà phải đụng vào hồ kiếp cái đã. Hồ kiếp, cái dòng hồ kiếp này rất là nhanh. Cái dòng hồ kiếp này đó là nó phản ứng trước, nó rung động rồi nó dừng lại. Khi đó đó bắt đầu mà cái dòng tiến trình tâm này nó mới sinh lên, chứ không phải nó sinh lên ngay liền. Mình xem đoạn dịch ha của bác Phạm Kim Khánh ha. Avachana có nghĩa là mở ra hay là hướng về. Khi một đối tượng nhập vào dòng Pavanga của tâm, tức là dòng hồ kiếp, thì chập tư tưởng liên kế đó gọi là Pavanga Chalana hay là Pavanga rung động. Tức khắc kế đó nữa đó thì có một chập khác phát sinh thì được gọi là Pavanga Upacheda hay gọi là hồ kiếp dừng lại hay là dứt dòng. Vì lẽ là dòng hồ kiếp nó trôi chảy vô cùng máu lẹ, đối tượng từ bên ngoài nó không làm phát sinh tức khắc một tiếng trên tâm. Nó phải đi qua cái hồ kiếp cái đã. Để hồ kiếp nó phải rung động rồi dừng lại thì khi đã tiến trên tâm mới khởi lên. Đã. Đoạn tiếp theo. The original Pavanga thought moment perishes. Then the flow is checked. Before the actual transition of the Pavanga, it vibrates for one moment. When the Pavanga is arrested, a thought moment arises, adverting the consciousness towards the object. If it is a physical object, the thought moment is termed five-door cognition, Panchadwara Vachana. Ở đây mình có một số từ original. Mình nhớ là chữ O, mà khi mà không có dấu trọng ấm đó, nó là thì nó không đọc O mà nó đọc là mắm ơ. Và chữ mà được nhận trọng ấm là chữ ri, cho nên mình đọc là original. Ngay cả chữ y này đó mà không có dấu nhận cũng không đọc y mà đọc thành ơ. O cũng đọc thành ơ mà y cũng đọc thành ơ ha. Cho nên định tiện này mình đọc là original. Original là sơ khởi, ban đầu ha. Transition danh từ có nghĩa là sự chuyển tiếp, sự chuyển qua. Và advert, chữ này là nhận chữ đầu tiên ha, advert động từ, advert là ám chỉ đến hoặc là hướng đến. Rồi bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Original, transition, chữ S trong trường hợp này mình không còn đọc là sơ mà mình đọc là dơ ha, transition. Và chữ thứ ba là advert, nhận chữ đầu tiên, advert. Rồi, trở lại. The original Pavanga thought moment perishes. Cái sát na mà hồ kiếp sơ khởi, nó perish là biến mất, nó diệt mất. Như vậy là cái sát na khi đó đó nó dừng lại xong rồi thì bắt đầu nó biến mất ha. Cái này gọi là cái sát na tâm hồ kiếp sơ khởi biến mất hay diệt mất. Then the flow is checked. Và khi đó đó thì cái dòng này nó ở đây chữ check là bị kiểm soát, tức là chữ thay vì chữ kiểm soát thì tức là nó cũng dừng lại luôn đó, tức là cái dòng hồ kiếp đó nó cũng được dừng lại. Before the actual transition of the Pavanga, it vibrates for one moment. Trước khi mà nó có thực sự nó có cái sự chuyển tiếp, trước cái sự chuyển tiếp thực sự của tấm hồ kiếp đó thì nó rung lên
trong một sát na. When the Pavanga is arrested, a thought moment arises, adverting the consciousness towards the object. Khi tâm hồ kiếp dừng lại, is arrested là dừng lại ha. A thought moment arises là một sát na tâm khởi lên. Adverting là hướng. The consciousness towards the object, hướng tâm về phía đối tượng. Có một cái sát na tâm, nó khởi lên, nó làm cái công việc là hướng tâm về đối tượng. If it is a physical object, nếu như đó là một đối tượng, là một cái sắc trần, physical là, mình nhớ physical là sắc, còn mental là danh, physical là thuộc về vật lý, đó là sắc. Object là đối tượng thuộc về vật chất thì mình dịch là sắc trần. Ha? Nếu như ở đây đó, chữ sắc ở đây đó là sắc là theo kiểu là danh sắc ấy nha. Thì không phải sắc là hình sắc thôi nha. Sắc trong nghĩa danh sắc á, tức là nó là đối tượng vật chất á, còn khác với đối tượng tinh thần ha. Thì nếu như đây là một cái sắc trần đó, một hoặc là một đối tượng thuộc về sắc, thuộc về vật chất đi, cho nên dễ hiểu. Nếu đây là một đối tượng mà thuộc về vật chất thì cái sát na tâm đó được gọi là ngụ môn hướng tâm. Cái từ Panchadwara Vachana đó, Panchadwara là five door, và Avachana trong trường hợp này đó không có dịch advertence mà là dịch là cognition. Nhưng mà dù có dịch gì thì mình cũng dịch ra cái từ này, thì mình đã thống nhất là mình dịch là ý môn hướng, ngụ môn hướng tâm. Pancha là ngụ, Dvara là môn, và Avachana là hướng, ngụ môn hướng tâm. Như vậy đó là nó có khi nó, khi mà hồ phần rung động xong nó dừng lại, thì ngay tiếp theo sau đó thì gọi là tâm, gọi là hướng tâm. Mà hướng tâm nó có hai loại. Nếu như trong trường hợp mà đối tượng là bên ngoài đó, physical object thì thường là đối tượng bên ngoài, như là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đối tượng bên ngoài thì là phải ngụ môn hướng tâm. Thì cái tức là thì đã qua các đối tượng của giác quan, thì trong trường hợp là sắc thì là nhãn môn hướng tâm, chứ không phải nắm cái cung hưởng một lần nha. Tìm cái tên là hoài chung như vậy đó. Nhưng mà nếu như trong trường hợp là một cái hình sắc thì là nhãn môn là hướng về cái hình sắc đó. Khi là âm thanh thì nhị môn hướng tâm. Khi là mùi vị, mùi á, thì là tỷ môn hướng tâm. Khi nó là vị thì thiệt môn hướng tâm. Mà khi nó là sự xúc chạm, đó là thân môn hướng tâm. Như vậy là năm gọi là ngụ môn hướng tâm. Nhưng mà trong mỗi trường hợp thì chỉ có một môn thôi. Còn cái tên gọi ngụ môn này là một cái tên gọi chung. Bởi vì trong một tiếng trống, tiếng trinh tâm đó, thì một trong năm cái môn này đều có thể nó hướng về. Qua cái nắm căn này đó mà tâm là hướng về cái đối tượng, cho nên gọi tên chung là ngụ môn. Nhưng mà trong mỗi một đối tượng, trong một cái tiếng trinh tâm đó, thì chỉ có một môn thôi ha. Rồi mình đọc lại cái đoạn dịch trong sách. Chập Pavanga sơ khởi diệt, chừng ấy dòng trôi chảy mới được kiểm soát. Trước khi thật sự chuyển qua một chập tâm mới, Pavanga rung động trong một chập sát na. Khi chập Pavanga dừng lại thì một chập tâm phát sinh hướng về đối tượng. Nếu đối tượng thuộc về vật chất thì chập tâm này được gọi là ngụ môn hướng tâm hay là ngụ khai môn. Panchadwara Vachana. Rồi thì ý tưởng là như vậy ha. Giờ mình qua đoạn tiếp theo. In the case of a mental object, it is termed mind or cognition, Manodwara Vachana. In the sense door thought process, after the avachana moment arises one of the five sense impressions. See chapter 1, note 27. Avachana arises between Pavanga and Panchavinyana, sense impressions and Pavanga and Zavana. Đoạn này không có từ mới. Bây giờ mình dịch tiếp ha. Hồi nãy là nói là trong trường hợp đối tượng là thuộc về vật chất á, thì tâm đó được gọi là ngụ môn hưởng tâm. Bây giờ tiếp theo là in the case of a mental object, trong trường hợp á, đối tượng á, là thuộc về tâm. Đối tượng mà thuộc về tâm tức là giống như những cái hình ảnh mà khởi lên trong đầu mình ngồi như vậy mà mình nhớ lại những câu chuyện của năm trước, tháng trước, tuần trước,
mà hình ảnh nó hiện ra trong rõ trong trong đầu mình á. Ví dụ như tuần trước mình được đi biển chơi, bây giờ mình ngồi nghe nhắc về biển, tự nhiên mình nhớ lại cái hình ảnh hôm đó mình ở biển, thì cái hình ảnh mà nó khởi lên đó nó cũng là đối tượng của tâm, nhưng mà đối tượng đó nó không phải là vật chất, nó là hình ảnh ở trong tâm thôi, cho nên nó là pháp trần đó, nhưng mà nó thuộc loại gọi là đối tượng thuộc về tinh thần. Như vậy trong trường hợp á, mà đối tượng thuộc về tinh thần á, thì cái tâm này đó được gọi là ý môn hướng tâm. Như vậy cái ý nó hướng về đối tượng, chứ còn không có hướng về, không còn mắt tai mũi lưỡi thân, nó hướng về đối tượng bên ngoài nữa. Và bây giờ ý ý môn này nó hướng về cái đối tượng bên trong. Ý môn hướng tâm là Mano Dwara Vachana. In the sense door thought process, là trong tiến trình tâm mà qua căn môn tức là năm thức đầu tiên đó. After the Avachana moment, là sau cái ngụ môn hướng tâm, arises one of the five sense impressions, nó sẽ khởi lên một trong ngũ thức ha. Ngũ thức mình hay nghe, mình dùng cái từ ngắn gọn là ngũ thức là five pancha vinyana đó ha. Pancha vinyana thì cái chữ vinyana đó mà thức đó đó, thì ở đây dịch là chữ sense impression, chứ không có dịch là consciousness ha. Cho nên cái cụm từ này mình phải nhớ ha, five sense impression tức là ngũ thức. Như vậy sau cái ngũ môn hướng tâm thì tiếp theo cái tâm tâm sát na tiếp theo thì đúng là đó là ngũ thức. Mà mình nói ngũ thức là chúng nha, nhưng mà trong mỗi trường hợp á, thì chỉ có một một thức khởi lên thôi. Như như là bên chỗ mà cái ý ngũ môn hướng tâm vậy đó, nếu như nhãn môn hướng tâm thì bên này là nhãn thức khởi lên, mà nhị môn hướng tâm thì bên này là nhị thức khởi lên, vân vân. Avasana arises between Pavanga and Panchavinyana, là Avasana là hướng tâm, nó khởi lên ở giữa tâm hồ kiếp và ngũ thức. Như vậy là hồ kiếp dừng lại, và trước khi ngũ thức khởi lên thì tâm này được gọi là hướng tâm. And Pavanga and Savana, và nó cũng ở khởi lên ở giữa tâm hồ kiếp và tâm Javana. Javana tức là tâm tốc hành. Mình xem bản dịch này. Trường hợp đối tượng thuộc về tinh thần thì chập tâm này là Manodwara Vachana, hay là ý môn hướng tâm, hay là ý khai môn. Trong một tiến trình tâm mà đối tượng thuộc về vật chất, sáu chập hướng tâm liền phát sanh một trong ngũ quan thức. Avachana phát sanh giữa Pavanga và Panchavinyana tức là ngũ thức, và giữa Pavanga với Savana tức là giữa hồ kiếp với tốc hành, tức là giữa hồ kiếp với tốc hành, giữa hồ kiếp với tốc hành là tức là khi một cái hồ kiếp này đó, một cái tâm sau nó khởi nó diệt, thì cái tâm sau mà khi mà cái thức đó nó vô rồi đó, thì lần sau mà nó trở diệt xong nó trở lại đó, thì nó tiếp theo là tốc hành tâm, cho nó không còn cái ngũ môn hướng tâm nữa. Bởi vì cái thức đó đó, cái tâm đầu tiên đó, ví dụ như mình thấy là khi mà cái tai mình nghe một tiếng thì là cái ngũ môn hướng tâm nó chỉ xuất hiện lần thôi, rồi là ngũ rồi nhị thức nó xuất hiện một lần thôi, nhưng mà cái Javana này đó nó xuất hiện nhiều lần. Cho nên là cái pháp văn ga của cái tấm trước nó diệt xong nó dừng xuống vốn xuống lại, thì lần sau mà khởi lên thì chỉ có giá văn na, chứ nó không có đi qua một cái giai đoạn mà chuyển tiếp đó nữa. Cho nên mới gọi là giữa pháp văn ga với giá văn na, giữa pháp văn ga với văn cho viên na, tức là cái giai đoạn đầu của cái khi mà tiến trên tâm. Còn cái giai đoạn sau đó thì nó không cần hướng về nữa, vì nó đã biết đối tượng rồi, cho nên là khi là lần sau nó khởi lên lại thì từ nó rơi xuống pháp văn ga xong là khi mà khởi lên lại thì nó khởi lên bằng vajravana luôn ha. Pancha vinyana sense impressions arise between five door cognitions, pancha dwara vachana and receiving consciousness sampatichana. Ở đây định mãi bị sai, sampatichana là chữ c chứ không phải chữ sampatichana. Seeing, hearing, smelling, tasting and contacting are collectively termed pancha vinyana. Panchavinyana tức là ngũ thức ha, sense impressions ngũ thức, nó khởi lên ở giữa là ngũ môn hướng tâm Panchadora Vachana và receiving consciousness tức là tâm tiếp thu.
hoặc là tiếp thọ tâm sampatthi. Như vậy là mình thấy là ngủ môn hướng tâm, xong rồi ngủ thức, rồi xong đó là tâm tiếp thâu. Cho nên mình nói là nằm giữa ngủ môn hướng tâm và tâm tiếp thâu. Seeing, hearing, smelling, tasting and contacting là nhãn thức này, nhị thức này, tỷ thức, thiệt thức và thân thức á, thì được gọi tên chung, gọi chung một cái tên gọi là ngũ thức. Vì ở đây là ngũ thức này, cho nên cái này mình dịch là sự nghe, sự thấy, sự ngửi ha. Và mình dịch là chữ sự nghe tức là nhãn thức, vì nhãn thức là gì, là sự nhận thức mà qua qua cái tai, thì hoặc là nhãn thức và sự nhận thức qua con mắt. Sự nhận thức qua con mắt cũng chính là sự thấy, nhưng mà vì đấy gọi là sợ là nắm thức, cho nên mình dùng cái tên thức vô luôn. Cho nên vậy thay vì mình dịch là sự thấy thì mình dịch là nhãn thức ha. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức được gọi chung bằng một cái tên là ngũ thức. Rồi mình có coi bằng đoạn dịch nè. Panchavijñāna, ngũ quan thức phát sanh giữa ngũ môn hưởng tâm và tiếp thọ tâm. Thấy nghe, ngửi nếm và xúc chạm thì được gọi chung là ngũ thức. Sampatthicchana arises between five sense impressions and investigating consciousness. Sampatthicchana là tâm tiếp thâu, hoặc là tâm tiếp thọ. Tâm tiếp thâu á, nó khởi lên between. Ở đây chữ between mà thiếu chữ bi đây. Sampatthicchana là tâm tiếp thâu, nó khởi lên giữa ngũ thức và tâm suy đạt. Như vậy là ngũ thức ở trước rồi tới là tâm tiếp thâu, và sau tâm tiếp thâu là tâm suy đạt. Cho nên nó nói là nó khởi lên ở giữa tâm ngũ thức và tâm suy đạt. Tâm suy đạt tiếng Anh là investigating consciousness, và tiếng Pali là santirana. Ở đây sampatthicchana tức là tiếp thọ tâm đó, nó phát sinh giữa ngũ thức và tâm suy đạt ha, santirana. Santirana arises between receiving consciousness and determining consciousness, vottapanna. Tiếp theo là tâm suy đạt thì nó khởi lên giữa tâm tiếp thâu và tâm xác định. Tâm tiếp thâu là sampatthicchana ha. Đây là santirana và ở đây là vottapanna. Tâm quyết định là vottapanna. Santirana hay là suy đạt tâm, nó phát sanh giữa tâm tiếp thọ và tâm xác định, vottapanna. Vottapanna V plus ava plus tha, to stand, to fist, to rest, literally paraf settling down. It is at this moment that the nature of the object is fully determined. This is the gateway to a moral or immoral thought process. Discrimination, rightly or wrongly employed at this stage, determines the thought process either for good or evil. Ở đây mình có mấy từ này ha, thorough. Thorough, chuyện này mình đọc là through nha ha. Mà đây mình gọi chữ O này. Chữ through, không có chữ O, mình phải đọc là through, tức là xuyên qua, ngang qua. Còn là chữ này có chữ O đó, mình, chữ O này đó, mình đọc là thorough. Thorough tràng từ có nghĩa là hoàn toàn hay là tròn vẹn. Discrimination danh từ có nghĩa là sự phân biệt. Nó đi ra từ động từ to discriminate là phân biệt. Và employ động từ có nghĩa là dùng hay là sử dụng. Mình động từ employ này mình coi cả hai, mình có hai danh từ chỉ người đó, employer là ông chủ và employee là nhân viên. Rồi mình đọc lại mấy từ này ha. Thorough, discrimination, employ, bây giờ giải thích cái từ tâm xác định vottapanna. Vottapanna là nó có mấy chữ cộng lại luôn, chữ vot mà thật ra nó là chữ vi cộng với chữ ava rồi cộng với chữ tha. Ví là cái từ bộ từ đầu tiếp đầu ngữ, có khi dịch là ví tế, có khi là dịch là
không không có cũng có kinh khí thì còn nó có nghĩa là khác nhau vân vân. Nhưng mà ở đây vi thì đi với chữ ava, ava là xuống, giới từ cái tiếp đầu ngữ ava có nghĩa là xuống, và tha đó là đứng hay là đặt hay là nghỉ. Cho nên là vi cộng ava cộng tha là ra vottapana đó, nó có nghĩa là đứng này. To stand là đứng, to fix là gắn, tức là to fix là làm cho vừa đó, gắn vào đó. To rest là nghỉ ngơi. Thì ở đây đó nghĩa như vậy, nhưng mà trong trường hợp này đó nghĩa đen literally là nghĩa đen là thoroughly settling down là ổn, settle down là ổn định, và thorough là một cách hoàn toàn hoặc trọn vẹn, ổn định trọn vẹn hoặc là xác định trọn vẹn. It is at this moment, chỉnh vào cái thời kỳ, vào cái sát na này đó, that the nature of the object is fully determined, mà bản chất của cái đối tượng này được quyết định một cách hoàn toàn. Quyết định cho nên vì xác định mà, cho nên tới đây là bản chất của đối tượng đó là tốt hay là xấu, thiện hay ác thì gọi là bản chất của đối tượng. This is the gateway to a moral or immoral thought process. Đây chính là cái cửa ngõ để đi đến các tiến trình tâm bất thiện và bất thiện. Discrimination, rightly or wrongly employed at this stage. Sự phân biệt mà đã được sử dụng một cách đúng đắn hoặc là một cách sai lầm tại cái thời điểm này đó, thì nó quyết định cái tiến trên tâm thiện hoặc là bất thiện. Bây giờ mình nhìn bài dịch ha. Vottapanna, xác định tâm. Vi cộng với ava cộng với căng tha là đứng lên hay là làm cho vững hay là dựa trên. Theo nghĩa đen là có nghĩa là quyết định hoàn toàn. Chính ngay lúc này mà bản chất của đối tượng được xác định một cách trọn vẹn. Đây là cổng để đưa dòng tâm vào cái tiến trình thiền hay là bất thiền. Phân biệt đúng hay sai là ở giai đoạn này. Phân biệt đúng hay sai là ở giai đoạn này. Chính giai đoạn này quyết định tiến trình tư tưởng tốt hay xấu, thiện hay là bất thiện. Good or evil determine là quyết định. Quyết định thought process là quyết định tiến trình tâm. Bởi vì nó là xác định mà, không tôi là xác tâm, xác nát tâm gọi là gì? Tâm xác định thì đương nhiên là nó phải quyết định rồi ha, cho nên nó quyết định cái tiến trình tâm mà. Tốt hay xấu hay thiện hay là bất thiện. There is no special class of consciousness called Vottapanna. Manodwara Vasana, mind or consciousness, performs the function of determining. Vottapanna arises between investigation and Savana, and investigation and Kavanga. There is no special class of consciousness called Vottapanna. Không có một cái loài tâm đặc biệt nào mà được gọi là tâm xác định. Manodwara Vasana, mind or consciousness là ý muốn hướng tâm, performs the function of determining. Nó thực hiện cái chức năng là xác định. Như vậy là ý muốn hướng tâm nó làm cái công việc là nó làm cái chức năng là xác định. Vottapanna arises between, tâm xác định nó khởi lên ở giữa gì? Investigation and Savana. Investigation mấy bạn con nhớ đó là tâm là gì? Tâm suy đạt, và Savana là tâm tốc hành ha. Như vậy là cái tâm quyết định này nó nằm giữa là cái tâm suy đạt và tâm tốc hành, and investigation and Phavanga, và nó cũng là investigation tức là tâm suy đạt ha, và tâm hồ kiếp. Coi bằng đoạn dịch ha. Không có một hàng tâm riêng biệt gọi là Vottapanna hay xác định. Chỉnh ý muốn hưởng tâm làm cái nhiệm vụ quyết định. Tâm xác định nó phát sanh giữa những tâm là giữa suy đạt tâm với tốc hành tâm.
và giữa suy đạt tâm và tâm hồ kiếp. Tức là trong cái tiện trung tâm đó là tâm suy đạt sống rồi mà tới là tâm tâm xác định rồi mà tới tốc hành tâm, cho nên nói là nó nằm giữa những hai tâm này. Còn là hoặc là nó suy đạt và hồ kiếp. Bởi vì mình nhớ là có một cái tâm suy đạt á. Tâm suy đạt xong mà nó hồ kiếp là tức là có những cái tâm mà cái tiến trình cái đối tượng nó yếu quá, cho nên tới ngang suy đạt này á nó không tới được cái Japana. À, ngang suy đạt này á là nó rung xuống luôn. À, tiểu đối tượng quá yếu, cho nên giữa suy đạt và hồ kiếp. Javana derived from the root ju to run swiftly. This is another important technical term which should be clearly understood. Ordinarily, nhận chuyện này nhận chuyện nha, ha. Ordinarily, the term is employed in the sense of swift. Javana Hansa, for example, means swift swan. Javana Panya means swift understanding. In the Abhidhamma, it is used in a purely technical sense. Ở đây mình có từ derive, động từ có nghĩa là xuất nguyên. Xuất nguyên tức là xuất từ cái căn nào đó hả? Ordinarily, trạng từ có nghĩa là thông thường. Ordinary là bình thường, thông thường ha. Ordinary là cách thông thường. Và swift tỉnh tư nó có nghĩa là nhanh lẹ, lanh lẹ. Nó đồng nghĩa với chữ quick hoặc có chữ rapid ha. Rồi bây giờ mình dịch đoạn này, à buổi mình đọc đoạn này, đọc mấy chữ này. Derive. Ordinarily. Sweet. Rồi. Javana derived from zoo to run swiftly. Cái từ Javana đó nó xuất nguyên từ động từ căn du có nghĩa là chạy nhanh. This is another important technical term which should be clearly understood. Và đây cũng là một cái thuật ngữ quan trọng khác mà cần được hiểu rõ. Which should be clearly understood, cần được hiểu rõ. À, technical term là thuật ngữ. Term là ngôn là ngữ và technical là kỹ thuật, cho nên hai chữ này cộng lại gọi là thuật ngữ, technical term. À, như vậy đây là một cái thuật ngữ quan trọng khác mà được sử dụng một cách rõ ràng, cần được hiểu một cách rõ ràng. Ordinarily, the term is employed in the sense of sweet. À, thông thường đó thì cái thuật ngữ này nó được dùng trong cái nghĩa là sự lanh lẹ. Javana Hansa, for example, means swift swan. Mình có cái chữ Javana cộng với chữ Hansa. Javana là nhanh và Hansa là con thiên nga. Cho nên Javana Hansa có nghĩa là con thiên nga nhanh nhẹn. Javana Panya means swift understanding. Javana Panya tức là tuệ. Javana là tốc hành. Tức là đây là người ta đưa ví dụ đó. Thì Javana này là có khi nó làm tỉnh tư với chữ Panya. Nó đi chung thì Javana Panya có nghĩa là Panya là trí tuệ, là sự hiểu biết. Javana Panya là trí tuệ nhanh nhạy. In the Abhidhamma, it is used in a purely technical sense. Trong ví dụ Pháp đó thì nó ở đây tức là chỉ cho chữ Javana đó. À, nó được sử dụng theo một cái nghĩa, theo một cái thuật ngữ thuần túy. À, tức là technical sense, nghĩa thuật ngữ thuần túy. Trong từ điển mình tra thì đôi lúc nó ra chữ khác, mà khi mà nó vô trong những cái này, trong những ngữ cảnh, trong kinh điển thì được gọi là thuật ngữ. À, mình qua đoạn dịch ha. Xuất nguyên từ căn du chạy nhanh.
Đây là một danh từ kỹ thuật khác rất quan trọng, phải được hiểu biết rõ ràng. Thông thường thì danh từ này có nghĩa là lanh lẹ. Thì như Javanahansa có nghĩa là con thiên nga lanh lẹ, Javanapanya tức là lanh trí. Ở trong Abhidhamma thì vi diệu pháp, danh từ này được dùng trong ý nghĩa thuần túy kỹ thuật. Rồi, đó là đi xong cái tâm Javana rồi. Here, Javana means running. It is so called because in the course of a thought process, it runs consecutively for seven thought moments of five, hanging on to an identical object. The mental states occurring in all these thought moments are similar, but the potential force differs. Ở đây mình có một số từ mới. Consecutively, mình nhận cái chữ xe, cho nên mấy chữ kia nó yếu lại. Consecutively, ở đây mình đang thấy là consecutively, là liên tiếp. Identical, là duy nhất, đồng nhất. Và potential, là tiềm năng. Bây giờ mình đọc lại mấy chữ này ha. Consecutively. Identical. Potential. Rồi. Ở đây, here Javana means running. Ở đây từ Javana có nghĩa là chạy. Chạy, cho nên mình dịch là tốc hành là đi nhanh đó ha. Chạy. It is so called because in the course of a thought process, nó được gọi như vậy. It is so called, nó được gọi như vậy, tức là Javana đó, được gọi là Javana, nó được gọi là tốc hành đó. Because, bởi vì, in the course of a thought process là trong cái tiến trình, trong cái suốt cái khoảng thời gian của một tiến trình tâm. It runs consecutively for seven thought moments or five. Nó chạy liên tiếp trong bảy sát na tâm hoặc là năm sát na tâm, là trong cái trường hợp tâm là tâm yếu thì nó chỉ có năm sát na, tâm mạnh thì nó có tới bảy sát na. Hanging on to an identical object, và nó bám vào một cái đối tượng đồng nhất duy nhất, tức là bảy cái sát na tâm Javana này đó, nó chỉ cũng có cùng một đối tượng mà thôi. The mental states occurring in all these thought moments are similar. Các cái tâm sở ha, mental states. Các cái tâm sở mà nó phát sinh lên trong tất cả các cái sát na tâm này đó cũng tương tự như nhau. But the potential force differs. Nhưng mà cái tiềm năng á thì nó khác nhau. Tức là mình có bảy sát na tâm tốc hành. Thì bảy sát na này đó, thì sát na đầu cho tới sát na thứ bảy thì đều có số lượng tâm sở như nhau cả. Bao bên tâm đầu tiên bao nhiêu tâm sở thì tâm cuối cùng cũng có bấy nhiêu tâm sở. Nhưng mà cái potential force, cái tiềm năng thì nó khác. Tức là cái sát na tâm đầu tiên á, thì nó mạnh. Nhưng nó mạnh hơn là cái sát na tâm thứ hai chẳng hạn. Rồi sát na tâm thứ hai thì nó mạnh hơn cái sát na tâm thứ ba. Cho nên là mình nói là tiềm năng nó khác nhau. Có bạn dịch ha. Ở đây Javana là chạy, được gọi như vậy vì trong suốt tiến trình tâm nó diễn tiến liên tiếp 7 hoặc 5 chập cùng một thứ tâm duyên theo một đối tượng duy nhất. Trạng thái tinh thần trong tất cả 7 hay 5 sát na ấy cũng giống nhau, nhưng tiềm năng khác nhau, mạnh yếu không giống nhau. Ở đây cái chữ mental state mà bạc Phạm Kim Khánh bạc dịch trạng thái tinh thần á, là ở đây là coi như quên thuật ngữ đó. Mình nhớ chữ mental state trong trường hợp này đó là phải là tâm sở, chứ không thể dịch là trạng thái tinh thần được ha. Các cái tâm sở, mỗi tâm như vậy thì nó đều có các cái tâm sở đó ha. Rồi tiếp theo. When the consciousness perceives a vivid object, usually seven moments of Javana arise in the particular thought process. In the case of death, or when the Buddha performs the twin psychic phenomenon, Yamakapatihariya, only five thought moments arise. In the supramundane Javana process, the path consciousness arises only for one moment.
Ở đây mình có ba từ mới, từ vivid, tỉnh từ có nghĩa là sinh động, sống động. Psychic, tỉnh từ có nghĩa là siêu linh, huyền bí. Và phenomenon, danh từ có nghĩa là hiện tượng hay là sự việc phi thường. Mình đọc lại mấy từ này nhé. Vivid, psychic. Chữ đấy mình nhớ là chữ sai là chữ P không có đọc ha. Và chữ kích này chữ CH mình đọc là chữ K ha. Đọc là psychic chứ không phải là psychic ha. Mà là psychic. Phenomenon. Mà chữ phi này á, không phải đọc, không đọc khi nó không đọc chỗ nhận, nó đọc thành này. Phenomenon ha. À, phenomenon. Rồi, mình dịch đoạn này này. When the consciousness perceives a vivid object. Khi mà tâm á, nó nhận được một cái đối tượng là sinh động hay là sống động. Tức là đối tượng mạnh đó. À. Usually seven thought moments of savana arise. Thì thường là có bảy sát na tốc hành tâm khởi lên. In the particular thought process. Trong một cái tiến trình tâm cụ thể. À. In the case of death, trong trường hợp là chết, or when the Buddha performs the twin psychic phenomenon, Yamakapatihariya, hay là như trong trường hợp mà Đức Phật Ngài thể hiện là sống không, twin psychic phenomenon đó là thần psychic phenomenon là hiện tượng siêu linh tức là thần thông và twin đó là sinh đôi tức là sống, nên mình gọi là hiền sống thông. À, như trong trường hợp khi Đức Phật thể hiện thì mình dịch là hiền, cái gọi hiền sống thông. Sống thông tức là thần thông mà một bên là phát ra nước, một bên là phát ra lửa đó. À, thì gọi là sống thông. À. Thì only five thought moments arise, thì trong trường hợp đó đó, trong trường hợp đó chết hoặc trong trường hợp Đức Phật hiền sống thông đó, thì chỉ có năm cái sát na tâm khởi lên, năm sát na của Savana và tốc hành tâm khởi lên thôi. In the supramundane savana process, trong cái tiến trình cấp hành tâm mà siêu thể, the path consciousness arises only for one moment. Thì cái đào tâm á, nó khởi lên chỉ trong một sát na mà thôi, chứ không phải bảy sát na. À, một sát na tâm đào rồi để một sát na tâm quả thôi. À, một sạc na chứ nó không bảy sạc na, nó rất là nhanh, nó chớp một cái thôi. Yeah. Only one moment. Mình quay lại bài dịch. Khi tâm bắt một trần cảnh hay duyên theo một đối tượng, thường có bảy chập Javana phát sanh trong một tiếng kinh. Trường hợp chập tư tưởng chấm dứt một kiếp sống, tức là chập tự tâm, hay khi Đức Phật thực hành pháp sống thông, thì chỉ có năm chập phát sinh. Trong tiến trình Javana siêu thể của tâm đào thì chỉ có một chập. Rồi, như vậy đó là mình thấy ra phần lớn á, thì là trong đời sống bên Nhật á, của mình á, thì thường là Javana là 7. Còn khi mà từ cái trường hợp mà tâm mà chết á, thì chỉ có năm sạc na ha. Tự tâm chỉ có năm sạc na. Và trường hợp hiền sống thông thì chỉ có năm sạc na, và chỉ có trường hợp tâm đạo mà chứng đắc đạo quả thì chỉ có một sạc na. Thì cái đoạn này thật sự ra đó là đoạn mà nói về chứng ngộ, thì mình chỉ nghe sao mình đọc sao mình hiểu vậy thôi, chứ cái này thì không có giải thích thêm ha. Hiện nay mình chưa có chứng đắc thì mình cũng nói thì nói theo đọc tới đâu thì mình cứ hiểu tới đó như vậy thôi. This Savana stage is the most important from an ethical standpoint. It is at this psychological stage that good or evil is actually done, irrespective of the desirability or undesirability of the object presented to the mind. One can make the Javana process good or bad. If, for instance, one meets an enemy, a thought of hatred will arise almost automatically. A wise and forbearing person might, on the contrary, harbor a thought of love towards him. Ở đây mình có từ ba từ mới. Psychological, thuộc về tâm lý. Nó đi ra từ danh từ psychology là tâm lý. Thì psychological là thuộc về tâm lý.
irrespective of, irrespective of là bất luận, tức là bất luận, tức là không có cần quan tâm luôn ha, tức là mặc bất chấp luôn ha, bất luận. Forbearing là nhẫn nại, mình đi ra động danh từ, động từ forbear là chịu đựng, forbearing là tính từ có nghĩa là nhẫn nại. Mình đọc lại ba từ này ha. Psychological, irrespective of, forbearing. Rồi mình trở lại. This Javana stage is the most important from an ethical standpoint. Cái giai đoạn tốc hành này, yeah, this Javana stage, giai đoạn tốc hành này đó, is the most important, là quan trọng nhất, là quan trọng nhất. From an ethical standpoint là từ cái quan điểm đạo đức. Từ quan điểm đạo đức thì giai đoạn tốc hành tâm là giai đoạn quan trọng nhất. It is at this psychological stage that good and evil is actually done. Chính tại cái giai đoạn tâm lý này mà thiện hay ác được thực hiện một cách thật sự. Tới đây bắt đầu mà có thiện ác ha. Ngang cái tốc hành tâm đó, mà thiền ác thích hay không thích, thương hay ghét á, là bắt đầu thiền ác. Chứ còn đoàn tư trước, tư khi mà hữu phân rung động rồi tự dừng lại, rồi tự ngủ thức, ngủ ngủ mô hưởng tâm, tự ngủ thức, tâm tiệp thâu, tâm suy đạt, tâm xác định, tất cả những cái tâm kia đó là nó chưa mang, chưa tạo nghiệp, nó chỉ mang tính máy móc thôi. Tới đấy bắt đầu nó mới là thật sự tạo nghiệp, cho nên mình nói là nó mang tính cách đạo đức. Irrespective of the desirability or the undesirability of the object presented to the mind. Bất luận là cái sự desirability, tức là đáng khao khát, tức là khả ái ha. Bên dịch hay dịch là sự khả ái đó. Bất luận cái tính khả ái hay là không khả ái của cái đối tượng mà nó presented to the mind, tức là đối tượng mà nó xuất hiện ở nơi tâm, hiện diện nơi tâm. Hiện diện thì mình dịch là xuất hiện ha, với cái đối tượng mà xuất hiện nơi tâm đó, thì one can make the Javana process good or bad. Thì bất luận là đối tượng đó là khả ái hay không khả ái, người ta vẫn có thể làm cho cái tốc hành tâm này á, nó trở nên thiền hay là tốt hay xấu, hay là thiền hay ác. Tức là thiền hay xấu, tốt hay xấu là không có quan trọng ở đối tượng. À, đối tượng này không quan trọng à, mà quan trọng là ở chỗ khác. Quan trọng là à, bởi vì đưa ví dụ này. If for instance one meets an enemy, a thought of hatred will arise almost automatically. Là ví dụ như nếu như một người mà gặp một kẻ thù thì một cái tâm sân ha, a thought of hatred, một tâm sân will arise, sẽ khởi lên almost automatically, là gần như, almost là gần như, và gần như là tự động. Thấy người ghẹn, thấy người thu, cái thu của mình, cái là thấy cái mặt nó thôi là tâm đã bực bội đó. Nghe cái tiếng của nó bực bội đó, thấy cái thoáng, cái dạng nó từ xa là bực rồi đó. Bực một cách tự động luôn. Không có bị kiểm soát luôn ha. Cho nên mình nói đó là đã đưa ra cái trường hợp á, là gặp kẻ thù thì á, là thường thường đó là tâm sân nó khởi lên rất là nhanh, nhưng gần như tự động. Nhưng mà không phải ai cũng như vậy. À, a wise and forbearing person might on the contrary. À, nhưng mà trái lại á, một người có trí tuệ, a wise là có trí tuệ và forbearing là có nhẫn nại. Một người vừa có trí tuệ vừa có nhẫn nại đó, thì ngược lại đó thì là gì? Harbor a thought of love. Thì mang một cái tâm thương yêu. À, harbor là mang ha. Thought of love là tâm thương yêu. To watch him là về phía tâm thương yêu, hướng về cái người đó, là người đó là kẻ thù đó. Một người mà có nhẫn nại, có trí tuệ đó, thì mặc dù thấy kẻ thù cũng không nổi sân, mà ngược lại là cái tâm thương, thương nó. Thấy thấy kẻ thù là cha, nó tân xa, thấy cái mặt nó hâm hâm là mình thấy nó tồi ghê đó. Không biết vô minh sân tham ái chân thần gì mà cái mặt hâm hâm, từ đâu xa mà đã đi ở đâu mà tới kiểm minh là thấy hâm hâm, là thấy nó đang bị vô minh chi phối, đang bị sân chi phối, là đang bị nóng nảy bực bội đó, là mình thấy họ là đang là nàng nhấn đó. Nàng nhấn của tâm sân. Tự nhiên mà chỉ cần thấy như vậy thôi là thấy tồi cho họ. Bằng gì mà thấy tồi như vậy thì là đâu còn sân tâm đi mà.
Nhưng tâm bi cũng là một dạng tình thương, thương những người mà đang bị đau khổ đó. Cho nên ở đây là trong trường hợp đó, một người bình thường thì thấy kẻ thù đó là tâm sân nó khởi lên gần như là tự động. Còn một người có trí tuệ và nhẫn nại đó thì ngược lại là khi gặp kẻ thù đó nhưng mà lại mang một cái tâm thương yêu hướng về cái người đó. Mình có bản dịch. Đứng về phương diện đạo đức thì giai đoạn Javana là quan trọng hơn hết. Chính trong giai đoạn tâm lý này mà ta thật sự làm điều thiện hay là điều bất thiện. Bất luận là sự ưa thích hoặc không ưa thích đối tượng có mặt trong tâm. Một người có thể tạo ra tiện tình Javana thiện hoặc bất thiện. Thì dù khi gặp người thù nghịch, tất nhiên tư tưởng sân hận phát sanh đến ta một cách hầu như mãi móc. Tuy nhiên một người sáng suốt và nhận này thì có thể tự tạo cho mình một tâm niệm từ bi đối với người ấy. Rồi, ý nghĩa rõ rồi ha. Để mình qua đoạn tiếp theo. This is the reason why the Buddha has stated in the Dhammapada. By self is evil done. By self is one defined. By self is no evil done. By self is one purified. Ở đây không có từ mới luôn. By self là từ bởi chính mình. Is evil done. Ở đây là có cái đạo ngữ. Bởi vì đưa cái chữ by self ra trước. Tràng từ mà đưa ra trước. Cho nên ở đây có đạo ngữ là is evil done. Chứ không phải là evil is done. Mà is evil done. Tức là có đạo ngữ đưa động từ ra trước ha. Cho nên là từ bởi chính mình, do bởi chính mình mà điều ác được làm. By self is one defined. Do bởi chính mình mà mình bị ô nhiễm. Defined là bị làm cho ô nhiễm. By self is no evil done. Và cũng bởi chính mình mà không có điều ác nào được làm. By self is one purified. Cũng bởi chính mình mà mình được thanh tịnh. Bên này là bị ô nhiễm, vậy này là được thanh tịnh. Từ mình hết ha, bây giờ qua đoạn dịch ha. Chính đó là lý do tại sao trong kinh Phật cũ câu số 165 Đức Phật dạy làm điều ác do ta, làm cho ta ô nhiễm do ta không làm điều bất thiện, do ta tự làm cho mình trong sạch. Đây. Đoạn này là trích câu Phật cũ để nói lên rõ ý nghĩa. Có nghĩa rằng là không phải do đối tượng bên ngoài à, đối tượng có thể xấu mà mình vẫn có thể khởi tâm tốt. Ngược lại có thể đối tượng tốt mà mình vẫn khởi tâm xấu à, ví dụ như trong trường cho nên mình nói Đức Phật là điều ác cũng do ta, ô nhiễm do ta, điều bất điều thiện cũng do ta à, mà điều bất mà điều do thanh tịnh cũng do ta thôi, chứ không phải do bên ngoài. Bên ngoài cái duyên, cái trần cảnh đó chỉ là cái duyên thôi. Cho nên là ví dụ như mình thấy gặp người tốt cũng có thể nổi sắc như thương đó. Là ngoài đào mà mình thấy Đức Phật mà đâu có hoan hỷ. Mà Đức Phật là một cái đối tượng rất là tốt hết, từ ngoài hình cho tới là nội dung à, vậy mà họ cũng có người họ đâu có hoan hỷ. Còn ngược lại đó, họ gặp gặp người xấu nhưng mà tâm vẫn có thể khởi tâm bi được à, cho nên nói rằng là cái tâm, cái đối tượng nó không quan trọng ha. True indeed that circumstances, habitual tendencies, environment, etc., condition our thoughts, then the free will is subordinated to the mechanistic cause of event. There is also the possibility to overcome these external forces and exercising one's own free will generate either good or bad thoughts. Ở đây mình có mấy từ này ha. Subordinate. Quá trạng subordinate là nguyên tính, động từ là không có chữ đi. Và khi mình chia qua hiện tại qua quá khứ phân từ xem đi là subordinated, là bị tùy thuộc ha. Mechanistic tính từ có nghĩa là thuộc về máy móc cơ giới. Và generate động từ có nghĩa là phát huy. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Subordinated. Mechanistic, generate. Rồi. Bây giờ mình dịch lại đoạn này nè.
True indeed that circumstances, habitual tendencies, environment, etc. condition our thoughts. True indeed là quả thật. Ha? True là thật và indeed là quả vậy. Quả thật á, quả thật rằng điều kiện, habitual and tendency tức là thói quen, xu hướng thói quen, khuynh hướng thói quen, môi trường vân vân, nó cũng tạo duyên, nó cũng tạo duyên cho các tâm của ta, cho tâm của ta, tức là nó cũng góp phần, nó tạo duyên cho tâm thiền hay bất thiền của mình khởi lên. Then the free will is subordinated to the mechanistic course of events. Và lúc đó đó thì cái ý chí tự do, free will, ý chí tự do bị phụ thuộc vào cái tiến trình course of events là cái tiến trình máy móc. Là ý nói sao? Nhất là một người khi những khi mình có cái thói quen hay nổi sân, hay tham vân vân, thì bây giờ đó là khi đó là nó khi tâm mà yếu đó thì cái đối tượng này nó mạnh đó thì nó lại là khống chế ha, nó condition này là mình có thể dịch là tạo duyên, mà cũng theo cái nghĩa là nó cũng là khống chế, nó cũng tác động đó, nó cũng tác động tới cái tâm của mình, cho nên khi đó đó cái ý chí, cái tự do của mình nó không còn được là rộng đường như là như trước đấy nữa, mà bây giờ đó nó bị phụ thuộc vào cái tiến trình các cái sự kiện mà máy móc. À, cho nên là gần như máy móc là thấy kẻ thù cái nổi sân đó ha. There is also the possibility to overcome those external forces. Và cũng có cái khả năng là to overcome là khắc phục và vượt qua những cái ngoại lực đó, external of forces, force là lực mà external là bên ngoài ha, những cái ngoại lực đó cũng có khả năng mình có thể khắc phục được những cái ngoại lực đó như là môi trường, hoàn cảnh hay là thói quen đó ha. And exercising one's own free will, và khi mà mình khắc phục được những cái ngoại lực đó thì mình vẫn có thể thực hiện được cái ý chí tự do của mình. Generate either good or bad thoughts, và phát huy hay là tạo ra những cái tâm thiện hay là bất thiện. Rồi mình coi bản dịch. Quả đúng thật vậy, hoàn cảnh, những khuynh hướng quen thuộc, môi trường sinh sống cũng gieo ảnh hưởng đến tâm ta. Chừng ấy ý chí tự do bị tùy thuộc nơi diễn tiến có tính cách máy móc của cuộc sống. Nhưng những năng lực ngoài lai ấy cũng có thể được khắc phục. Và ta có thể vận dụng ý chí tự do của chính mình để phát huy những tư tưởng hoặc tốt hoặc xấu. Rồi thì ở đây là mình thấy là mỗi lúc nếu như khi cái tâm của mình yếu, đúng không? Thì là môi trường. Ví dụ như môi trường là trong trường hợp mình đưa ví dụ môi trường là thế này, là môi trường mà bình thường thì người ta rất là rộng rãi, người ta dễ bố thí lắm. Nhưng mà trong cái trường hợp mà có chiến tranh, có dịch bệnh hoặc là kinh tế của nó khó khăn, thì bây giờ đó đối với cái chuyện mà người ta cho, người ta mà có thể người ăn xin thì người ta cái chuyện sẵn lòng nó cũng sẽ bị không còn như trước đây nữa. À, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm, là do cái môi trường hoàn cảnh sống, cái môi trường sống hoặc là cái hoàn cảnh. Trong khi đó mình đang bị bực bội quá, mình đang mệt, đang bực, thì mà tự nhiên ai tự nói thêm một câu nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi mình cũng đã bực thêm. À, trong trường hợp mình đã bực sẵn một người nào đó rồi, bây giờ lại có người nào tới nó nói một câu nhẹ thôi mình cũng nổi bực, thì đó là hoàn cảnh ha. Cho nên là cái hoàn cảnh này, cái thói quen và cái môi trường vân vân, nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Nhưng mà đó, nếu như mà mình có khả năng mà vượt thẳng cái ngoại lực đó thì mình vẫn có thể thực hiện được cái tỷ trí tự do, tức là mình muốn có tâm thiền mình vẫn có thể có tâm thiền được. Mặc dù nó chửi mình đó, nhưng mà mình có cái sự tư duy thì mình vượt thẳng được thì mình vẫn không có khởi tâm bất thiện.
A foreign element may be instrumental, but we ourselves are directly responsible for our own actions. Of the normal seven Javana thought moments, the first is the weakest potentially, as it lacks any previous sustaining force. The karmic effect of this thought moment may operate in this present life itself. It is called karma. If it does not operate, it becomes ineffective, ahosi. Ở đây mình có một từ mới, instrumental. À, ở đây chữ U này nhận dầu nhẫn, cho nên mình đọc là chữ ơ, nhưng mình đọc U ha. Thường là instrument, khi nào trong danh từ là mình đọc là instrument, nhận chữ U. Nhưng mà qua đây thì là chữ U không nhận dầu nhẫn, mà chữ men nhẫn, cho nên mình đọc là instrumental. Ở đây chữ ý thì nhận nhận, ở đây là chữ responsible, thì chữ bond là nhận dầu nhận, cái ý này không có nhận, cho nên ý để đọc thành ơ ha, responsible. Responsible là chịu trách nhiệm. À, và sustaining. Sustaining là nâng đỡ, duy trì ha. Cái từ sustain này đó, sau này người ta hay nói là phát triển bền vững á. Quý vị hay nghe cái từ là phát triển bền vững, là mục tiêu hàng đầu của nhà nước vân vân, cái chữ bền vững đó đó, dùng cái chữ là sustainable. Bởi vì cái chữ sustain này là duy trì cho lâu dài này. À, cho nên chữ, thay vì thêm in thì thêm chữ able thì sau là sustainable. Sustainable development, à, là những cái sự phát triển mà có thể được kéo dài. À, còn trong trường hợp này thì dịch là chữ nâng đỡ. Ở đây, bây giờ mình đặt lại mấy từ này ha. Instrumental. Responsible. Sustaining. A foreign element may be instrumental, but we ourselves are directly responsible for our own actions. A foreign element, element là yếu tố, foreign là ngoài lai, một yếu tố ngoài lai, có thể là phương tiện hay là công cụ. À, nhưng chính chúng ta là phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những hành động của chính mình. Như vậy đó, ý là câu này ý nói rằng đó là một yếu tố ngoài lái, nó phần cũng nó cũng là mang còn cũng phương tiện tạo tâm cho tâm mình đó. Ví dụ như mình nói là mình đang mệt cho nên mình nổi sân, mình đang đói đang lành cho nên mình nổi sân. À, thì á, cái yếu tố mệt thế nóng hay lành đó, hoặc là bây giờ là hoàn cảnh bây giờ nghèo quá cho nên mình không có bổ thí, mình trở thành keo kiệt. À, thì đó là gọi là những yếu tố ngoài lai. Thì những yếu tố lái này đó, tuy là nó gắn cái tỉnh trời giúp ha, phương tiện công cụ cho cái tâm khởi lên, nhưng mà bản thân mình vẫn là chịu trách nhiệm trực tiếp cho hành động của mình, chứ mình không thể đổ cho hoàn cảnh được, không thể đổ cho thời tiết được trách nhiệm. Of the normal seven Javana thought moments, trong số 7 cái sát na tốc hành bình thường đó, the first is the weakest potentially. Thì cái sát na tâm đầu tiên á, là cái sát na mà có tiềm năng, potentially là có cái tiềm năng yếu nhất. As it lacks any previous sustaining force, bởi vì nó thiếu đi bất cứ một cái lực nâng đỡ nào trước nó. À, tâm đầu tiên nó mới khởi lên thì nó còn non yếu, nó chưa có cái tâm đi theo, cái tâm đi trước ủng hộ, cho nên nó là tâm yếu nhất. The karmic effect of this thought moment may operate in this present life itself. Karmic effect là quả của nghiệp. À, effect là quả. Karmic là nghiệp. Quả của nghiệp của cái tiếng, của cái sát na tâm này, tức là sát na, cái tốc hành tâm đầu tiên đó, may operate in this life, present life itself. Operate tức là nó vận hành. À, cái quả của nghiệp của cái sát na tâm đầu tiên này đó, nó có thể vận hành, hay của mình còn có thể là trổ quả đó, nó có thể trổ quả, trổ khởi ra, nó vận hành ra trong cái chỉnh, ngay trong cái đời sống hiện tại này. It is called the Dittatama Vedaniya Karma. Nó được gọi là hiền bảo nghiệp. À, chữ Dittatama Vedaniya là hiền bảo nghiệp, tức là nó trổ quả ngay trong đời này luôn. If it does not operate, it becomes ineffective, ahosi.
Nếu như mà nó không có trổ quả thì nó trở nên là vô hiệu nghiệp, ineffective. Tiếng Pali dịch là ahosi. Như vậy trong bảy tốc hành tâm thì cái tốc hành tâm đầu tiên đó là yếu nhất, và vì yếu nhất nên là nó ra quả trong hiện tại, mà nếu không có trổ quả được trong hiện tại thì nó cũng không có chờ được trước kiếp sau. À, và nếu như mà không ra được thì nó trở thành vô hiệu nghiệp luôn. À. Một yếu tố ngoài lai có thể hướng dẫn cảm xúc của ta theo một chiều hướng nào, nhưng chính ta trực tiếp chịu trách nhiệm về những hành động của ta. Trong bảy chập Savana thông thường thì chập thứ nhất có tiềm năng yếu kém hơn hết, bởi vì không có tiềm năng nào trước đó còn lại để nâng đỡ nó. Đứng về phương diện nghiệp báo thì quả của chập tư tưởng ấy có thể trổ ngay trong kiếp hiện tại. Nghiệp ấy được gọi là Ditthadhamma Vedaniyakamma, gọi là hiền nghiệp hay là hiền báo nghiệp. Nếu không có cơ hội trở sanh ấy trong kiếp hiện tại thì nghiệp này trở thành vô hiệu lực, ahosi. Rồi. The last is the second weakest. Because the sustaining power is being spent, its karmic effect may operate in the immediately subsequent life, Upapaccha Vedaniya. If it does not, it also becomes ineffective. The effects of the remaining five may operate at any time till one attains Parinibbana, Aparapariya Vedaniya. The last ở đây là chỉ cho cái gì? The last is the second weakest. Cái gì cuối cùng? Là cái sát na tốc hành tâm cuối cùng á. Còn bảy sát na thì cái sát na đầu tiên nó là yếu nhất. À, thì cái sát cái sát na mà tốc hành tâm cuối cùng á thì nó yếu nhì, second weakest. À, là gọi là yếu nhất, nguyên nhất thứ nhì tức là gọi là yếu nhì. À, cái sát na đầu tiên là yếu nhất thì sát na cuối cùng là yếu nhì. Because the sustaining power is being spent, là bởi vì cái năng lực mà duy trì nâng đỡ đó đó đã bị tiêu xài hết rồi, đã bị dùng hết rồi, dùng hết năng lực đó rồi. This karmic effect may operate in the immediately subsequent life, và cái quả nghiệp của nó đó có thể trổ lên ngay trong cái đời sống kế tiếp. Gọi là gì? Mình gọi là sanh bảo nghiệp. À, sanh bảo tức là đời sau, còn hầu bảo tức là các đời sau nữa đó. À, cái này gọi là sanh bảo. Tiếng Pali gọi là Upapaccha Vedaniya. If it does not, it also becomes ineffective. Nếu như nó không có trở ngay trong kiếp kế tiếp á, thì nó cũng sẽ trở nên là vô hiệu lực. The effects of the remaining five may operate at any time. Và cái quả của năm cái sát na còn lại đó, năm sát na ở giữa đó, thì nó có thể trổ ra bất cứ lúc nào, cho đến khi mà người đó chứng đạt được là Parinibbana, gọi là Bạc Niết Bàn ha. Thì cái này gọi là gì? Hầu bảo nghiệp. À, hiền bảo nghiệp, hầu bảo sanh bảo nghiệp, và tới hầu bảo nghiệp. Hầu bảo nghiệp là từ cái kiếp tiếp theo, kiếp thứ ba trở đi. Bây giờ mình ở đây là kiếp 1, kiếp sau mình sinh lại gọi là kiếp 2. Và thì như vậy sanh bảo nghiệp á, tức là nó phải trả ngay trong kiếp thứ hai. À, mà không trả được, trả không được thì nó cũng trở thành là mất hiệu lực. Nhưng mà đó, cái hầu bảo nghiệp á, là từ là nắm cái sát ná ở giữa đó, thì là nó gọi là hầu bảo nghiệp. Cho nên là từ cái kiếp thứ ba trở đi và cho tới khi mà mình chứng đắc niết bàn, khi nào có duyên là nó trổ, nó dai dẳng lắm. Hãy đoạn dịch ha. Chập Javana yếu kế đó là chập cuối cùng. Quả của chập tư tưởng này trổ sanh trong kiếp kế liền sau kiếp hiện tại, gọi là hầu nghiệp. Cái này gọi là sanh nghiệp chứ không phải hầu nghiệp. Ở đây bác nó dùng từ nhầm rồi ha. Trong kiếp kế liền sau kiếp hiện tại thì gọi là sanh nghiệp. Nếu không trổ sanh được trong kiếp ấy thì nó cũng trở thành vô hiệu lực. Quả của năm chập còn lại có thể trổ sanh bất cứ lúc nào cho đến ngày đài niết bàn, và được gọi là Aparapariya Vedaniya, dịch là nghiệp vô hạn định. Thì cái này thì mình dịch là hầu bảo nghiệp ha.
It should be understood that moral and immoral javanas, kusala kusala, refer to the ethics side of life, kamma bhava. They condition the future existence, upapatti bhava. Apart from them, there are the phala and kriya javanas. In the kriya javanas, which are experienced only by the Buddhas and Arahants, the respective chetanas lack karma creative power. It is extremely difficult to suggest a suitable rendering for javana. Ở đây mình có một số từ mới, respective, là tương ứng, extremely, là vô cùng, và rendering là sự dịch thuật hay là câu dịch hay bản dịch. Cái này thì cũng gặp nhiều rồi. Giờ mình đọc lại mấy từ này, respective, extremely, rendering. It should be understood that, là nên hiểu rằng, moral and immoral javanas, các cái tốc hành thiền và bất thiền, tiếng Pali là kusala cộng với akusala, ha, thiền và bất thiền, refer to the ethical side of life, nó đề cập đến cái khía cạnh tích cực của đời sống. Thì cái khía cạnh tích cực của đời sống này đó là họ ý muốn giới từ là kamma bhava. Mà kamma bhava mình dịch là nghiệp hữu. Nghiệp hữu là gì? Là cái phần tạo nghiệp á, thì gọi là cái phần tích cực ha. Như vậy cái thân cả cái tốc hành tâm mà thiền hay bất thiền á, thì nó đều mang tính chất tạo nghiệp, gọi là nghiệp hữu. They condition the future existence, upapatti bhava, và nó tác động đến cái sự hiện hữu của tương lai. Cái nghiệp này đó, mình có nghiệp gì thì nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái sự hiện hữu của mình trong tương lai. Thì cái sự hiện hữu của mình trong tương lai thì gọi là sinh hữu. À, upapatti là sinh lên và phava là hữu. À, trên này là nghiệp hữu và dưới này là sinh hữu. Nghiệp hữu tức là cái phần tạo tác và sinh hữu là nó đưa tới cái cảnh giới tái sanh. Apart from them, there are the phala and kriya javanas. Và ngoài những cái tốc hành tâm đó ra, thì còn có những cái tốc hành tâm dưới tác và quả. In the kriya javanas, which are experienced only by the Buddhas and Arahants, là trong cả cái tốc hành tâm mà dưới tác đó, mà chỉ có được thể nghiệm bởi Đức Chư Phật và các vị A-la-hán, thì the respective chetanas lack karma creative power, thì các cái chetana tức là các cái tứ tâm sở tương ứng của các cái tâm tư các tâm đỏ đó, của các cái tâm tâm di tạc này đó, thì các cái tứ tâm sở tương ứng đó, nó thiếu cái năng lực tạo nghiệp. Ha, mình thấy cái từ năng lực tạo nghiệp, nhớ cái từ này ha, karma creative power. Power, năng lực, creative là sáng tạo, karma là nghiệp, trên mình dịch là năng lực tạo nghiệp. It is extremely difficult to suggest a suitable rendering for Savana. Vô cùng khó để mà đề nghị một cái câu, một cái từ dịch mà thích hợp cho cái từ Savana. Cho nên là Nga thấy khó quá nên Nga không có dịch luôn. Mình đọc cái đoạn dịch của bạc Phạm Kim Thạnh này. Nên biết rằng javana thiền và bất thiền, kusala kusala thuộc về phần tích cực của đời sống, kamma phava hay còn gọi là, ở đây chữ hữu không đủ mà phải gọi là nghiệp hữu ha. Nó tạo điều kiện cho tiếp kiếp sinh tồn trong tương lai phật sanh. Thì cái này upapatti phava đây mình gọi là sanh hữu. Ngoài ra còn có javana quả và hành tức là duy tác. Trong những javana duy tác á, mà chỉ Đức Phật và chư vị A-la-hán mới có, thì chetana mình đang dịch là tạc ý, mình dịch là tứ tâm sở đó, thì nó không có khả năng tạo nghiệp. Thật rất khó tìm ra một cái danh từ có thể diễn đạt một cách thích ứng, nhưng phải thích nghi ha, các ý nghĩa của từ phản ngữ javana thích hợp, để nó dùng nó một cách thích hợp. Rồi thì đó là phải thêm một tiếp đoạn này mới được, bởi vì nói là khó tìm được cái từ để dịch cái chữ javana đó. Thì cái đoạn tiếp theo là nói tới là cái cách dùng của nó luôn. As perception is suggested by some,
The Dictionary of Philosophy defines a perception as the introspective or reflective apprehension by the mind of its own inner states. Leibniz, who introduced the term, distinguished between perception, the inner state of as representing outer things, and apperception, the inner state as respectively aware of itself. Ở đây mình có ba từ mới ha. Introspective, tĩnh tư, nghĩa là nhìn trở vào, hay là từ quán chiếu. Mình có từ intro, intro là vào bên trong, và suspecti là nhìn. Cho nên introspective là nhìn trở vào hay là từ quán chiếu. Apprehension là sự thấu triệt, sự lĩnh hội. Đi ra từ động từ apprehend ha. Danh từ apprehension là sự thấu triệt, sự lĩnh hội. Và distinguish động từ có nghĩa là phân biệt hay là nhận ra. Giờ mình đọc lại mấy từ này. Introspective, apprehension, distinguish, như vậy apperception á, từ tiếng Anh này mình vẫn để nguyên luôn ha, phải để trong một đơn, trong một kép. Apperception á, được đề nghị bởi một số người. Từ điển triết học á, định nghĩa apperception như là introspective or reflective apprehension by the mind of its own inner states. Như vậy đấy, từ điển triết học dịch apperception là gì? Đó là cái sự nhìn trở vào, hoặc là cái sự thấu triệt mà mang tính phản ánh, quán chiếu đó, từ quán chiếu bởi tâm về các cái đối tượng bên trong của nó, of its own inner state, tức là tâm là từ nó quay trở lui, nó nhìn là từ thấy các cái tâm sở, các cái tiếng, các cái thành phần tâm của nó luôn. Leibniz là một nhà triết học á, người mà đã giới thiệu, người đã đưa ra cái thuật ngữ apperception này đó, thì phân biệt giữa perception và apperception. Mình thấy có thêm chữ app nữa. Perception là gì? The inner state of as representing outer things. Perception á, mình dịch là gì? Tưởng đó hả? Tưởng á, mình chữ perception này thường thường là chữ tưởng, thì ở đây là sự nhận thức. Mà nhận thức là gì? The inner state là những cái trạng thái bên trong mà như là nó representing, là nó tiêu biểu cho, đại diện cho những cái giải pháp ở bên ngoài, những cái trạng thái bên trong, nhưng mà là nó lại là tiêu biểu, biểu hiện bằng những cái pháp bên ngoài. Và apperception, the inner state as reflectively aware of itself. Apperception thì theo cái nghĩa đó là cái trạng thái bên trong, và như là từ nó nhận biết chính bản thân nó. Như vậy chữ perception đó là tức là trạng thái bên trong mà nó biết được cái trạng thái bên ngoài. Còn apperception là trạng thái bên trong mà nó biết được chính nó. Rồi, thì mình dừng ở đây ha. Đằng sau để mình buổi sáng mình học tiếp. Rồi. Quý vị có ai muốn hỏi gì, thắc mắc chỗ nào chưa rõ thì quý vị đưa tay hỏi nha. Chắc không có ai hỏi không? Không ai hỏi thôi mình nghỉ sớm ha. Xin mời mọi người mình chắp tay hồi hướng. Idang no nya tinang ho tu sukita hontu nya tayo. Idang no nya tinang ho tu sukita hontu nya tayo. Idang no nya tinang ho tu sukita hontu nya tayo. Idang vatame punyang asava kaya bahang ho tu. Satu, satu. Xin chào mọi người.